Borussia Dortmund bước vào trận đấu với Mainz 05 với quyền tự quyết trong tay. Hòa hơn Bayern Munich 2 điểm trước khi vòng đấu cuối cùng diễn ra và chiến thắng là sự đảm bảo cho chức vô địch của đội bóng vùng Ruhr. Nhưng khi tiếng còi khai cuộc chưa vang lên được lâu, nhiều diễn biến không vui liên tiếp đến với Borussia Dortmund. Phút 15, Andreas Hansen khiến hàng chục ngàn người hâm mộ trên sân Signal Iduna Park khi anh đánh bại Kobel giúp Mainz 05 vươn lên dẫn trước. Càng thất vọng hơn cho Borussia Dortmund khi Haller thực hiện hỏng quả phạt đền sau đó ít phút. Cùng thời điểm, trên sân khách, Bayern Munich vươn lên dẫn trước Cologne bằng pha lập công của Coman. Phút 24, Lee Jae-sung tạt bóng chính xác cho Onisivur đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Lúc này, Borussia Dortmund càng gặp áp lực và đôi chân của các cầu thủ áo vàng đen như đeo chỉ. Họ trải qua hiệp một tệ hại mà không có được bàn gỡ. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Edin Terzic tiến hành hàng loạt sự điều chỉnh nhằm gia tăng sức tấn công cho đội chủ nhà. Nhưng bàn thắng thì chưa thấy đâu, còn hàng thủ Borussia Dortmund vẫn chơi thiếu tập trung. Nếu chỉnh chu hơn trong các pha dứt điểm của mình, Mainz 05 hoàn toàn có thể nâng tỷ số lên 3-0. Phải đến phút 69, hy vọng mới được nhen nhóm cho Borussia Dortmund khi Rafael dứt điểm hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Ít phút sau, bất ngờ xảy ra trên sân Rai Energy khi Cologne có bàn gỡ từ quả phạt đền. Nhưng Borussia Dortmund không đủ tốt để có thêm bàn thắng. Trong khi đó, Bayern Munich có thêm bàn thắng và kết thúc trận đấu với tỷ số 2-1. Phải đến phút bù giờ thứ 5, Borussia Dortmund mới gỡ hòa 2-2 nhờ pha xử lý bóng đẳng cấp của Sun. Dù vậy, kết quả 2-2 khiến Borussia Dortmund chỉ giành được ngôi Á quân khi bằng điểm Bayern Munich nhưng kém về chỉ số phụ. Bayern Munich vô địch của Bundesliga mùa giải năm 2022-2023, chức vô địch Đức lần thứ 11 liên tiếp của hùng xám xứ Bavaria.